Nhiều bạn hỏi mình là CMI là gì, làm sao để mua được CMI và sắp tới thì CMI sẽ ra dự án gì. Thì hôm nay mình sẽ làm video này để hướng dẫn tổng quát hết tất cả các câu hỏi của các bạn. Có thể nói ngắn gọn, CMI nó cũng giống như là CMT. CMI nó là CMT, ký hiệu của nó là CMT, nó cũng giống như là một cái trang thương mại đi, không phải. Nó là một cái giao thức điện tử dùng để giống như ETH vậy, Ethereum vậy, nhưng mà CMI này thì nó sẽ có chức năng là tốt hơn Ethereum gấp 100 lần, và phí của nó là rất là thấp, thậm chí nó có thể miễn phí luôn, còn ETH thì giá rất là cao. Bên cạnh đó, đây các bạn, nếu mà các bạn giỏi tiếng Anh các bạn có thể bấm vào đây để các bạn coi video clip về CMI, rõ ràng nó là một cái blockchain đó. Đó, các bạn thấy không? CMI là tương lai của thương mại điện tử. Đó, nó là tương lai của thương mại điện tử. Các bạn có thể nói là nó rất là nhanh. Công nghệ của nó rất là nhanh, dùng để thay thế ETH. Mục đích của CMI ra đời là thay thế ETH. Đây, các bạn có thể thấy so sánh với CMI và ETH đây. Chức năng thì CMI nó có thể thực thi là 10.000 giao dịch trên một giây, còn ETH chỉ có 10 giao dịch trên một giây, và CMI có 12 triệu người dùng, còn ETH chỉ có 10 triệu. Sắp tới thì CMI nó sẽ ra gọi là testnet. Đây, trên trang chủ của CMI.io thì nó ra testnet. Testnet này thực chất nó là gì? Testnet thực chất là nó thử nghiệm coi cái chương trình của CMI nó sẽ như thế nào, nó có đáp ứng được những cái như là lời quảng bá giới thiệu của nó hay không. Đó, thì nó sẽ trên Twitter thì nó có nói này, CMI, để mình gõ vô CMI. Các bạn cũng có thể lên Twitter để theo dõi trang log của CMI. CMI testing nó sẽ vào lúc là 30 tháng 3 năm 2018 vào lúc 11 giờ 45 phút giờ GTM. Các bạn hãy đón xem trực tiếp của nó để coi nó thực thi như thế nào. Theo mình thì con nào, bất kỳ con nào mà nó đang ở giai đoạn gọi là testnet thì giá của nó sẽ rất là tăng. Vì vậy mình khuyên các bạn hãy mua sớm, thì giá bây giờ nó rẻ hơn rất là nhiều. Hiện tại giá của CMI á, này chúng ta lên CoinMarketCap đi, CMI CMT, CMI đây. Hồi nãy mình coi á, giá chỉ có 0,9 thôi, và các bạn thấy đó, nó đã tăng lên 0,1 10, vậy có nghĩa là tăng lên 10%. Các bạn hãy mua nhanh để có thể gọi là, nếu mà test net ít nhất phải lên 50%, 100% hoặc thậm chí mấy trăm phần trăm. Trước đó thì bất kỳ con nào thì thường nó ra test net đó, thì giá trị của nó sẽ tăng lên 10 12 lần. Cho đó các bạn hãy an tâm mà đầu tư, nó có lợi mà không có lỗ đâu. Rồi, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách mua luôn. Cách mua thì các bạn đây gọi vô comment comment kết, các bạn gõ xem đây sẽ ra giao diện thế này. Các bạn muốn mua á, thì mình hướng dẫn các bạn là bấm vô market, các bạn sẽ chọn vô sàn. Mình thì thường hay dùng sàn của BNC. Đây, mình sẽ truy cập vào sàn BNC. Bên BNC thì chúng ta sẽ có gọi là các cặp của nó đó. Đây, có thể truy cập vào xem đây. Đây, bạn đợi tí nhé, giao diện lắc quá, không biết sao bữa nay mạng lắc thế. Bitcoin hiện nay cũng giá khá rẻ, chỉ có 8.967 đô. Nếu các bạn chần chừ mà đợi lâu hơn nữa thì mình nghĩ giá sẽ tăng lên rất là cao. Các bạn nên mua vào thời điểm này. CMT giá hiện tại nó rất là rẻ, nó chỉ có 0.1 đô thôi. Mình hiện tại có là 6.405 CMT. Các bạn muốn mua, các bạn sẽ deposit vô. Deposit nó.